Rồi, chào tất cả các bác nha, quay trở lại shop của cô bên em. Video đầu tháng này, mùng 1 tháng 7 nha. Thì video hôm nay là miễn ship hết cho em. Giá trên sản phẩm này bao gồm tiền ship nha. Thì sẽ có 3 con máy, thanh lý một số cần phíp giá rẻ như này, có 5 cây. Thì là bán combo nha, và một số cần ISO. Thì những dòng như Daiwa này, Shimano này, FT này. Đây. Cứng 3 nha, ở đây em có 3 cây lận. Đó, 3 cây. ISO biển này. Đây, ISO biển nha. Và một số cần lục, nói chung là cần đẹp. Hôm nay xem cho mình hàng toàn là đẹp nha. Một số cần 2-3 khúc, cần cozit, cô ngâm đều có. Cần tay thì những dòng vượt cứng từ 4m5, 5m4, 7m, 8m1 nha. Thì em sẽ lên cho mình trước cho mình là 5 con như đây. Đây, sẽ lên cho mình trước là 5 con cần giá rẻ đi. Đó. Thì em bán 5 con này là combo của mình là 400.000 như đây, miễn phí ship nha. Một cây 80, bán 5 cây. Thì 5 cây này thì em sẽ báo lần lượt này. Cây số 1 thì một con cần rút như đây. Cái con này thì là 3m nha. Hàng là không dập không bể này. Đây cái số 1 là 3m này, 3m nha, cần rút. Đây, khoen khít còn ok này, một cây. Cây số 2, số 2 thì con này ISO khoen nhỏ nha. Đó, ISO khoen nhỏ, khoen còn ok này. 3m6, cứng tầm khoảng 1 thôi. Và pad Fuji này. Đó, cây số 2 nha. ISO khoen nhỏ. 5 con này đều chất liệu graphite hết. Cây số 3 thì con này súp lỡ này, con này 3m9 này. 3m9, khoen khít ok này. Đó, cho mình con ngâm lăng xe được. Cây số 3 này Pat Fuji nha. Đó, rất fit. Cái số 4, cái con này là con ISO khoen nhỏ. Con này thì nó dài là 4m8. Con này thì nó mất cái ngọn trên khoen trên cái đầu thôi nha. Còn ngọn đầy đủ nha em. Con này còn ngọn đầy đủ nha, cái ngọn của nó dính nước. Nó đây. Ngọn nha, còn ngọn đầy đủ này. Nó chỉ thiếu khoen trên ngọn thôi. Con này anh em về xả cần tay. Đó, 4m8 nha. Con này của Shimano. Là 4m8. Pat Fuji luôn, F8 này. Đó. Một cây Shimano. Và con số 5. Số 5 là con này là ISO khoen nhỏ, cũng là khoen Pat Fuji 4m5. Con này sản xuất tại Hàn Quốc. Con này thì nó vẫn mất cái đầu như này, nó vẫn mất cái khoen ở trên nha, trên ngọn và hai khoen chạy như này. Đó, tổng cộng là 5 cây nha. 5 cây 400.000 như này. 400.000 free ship nha, đầu tháng ạ. Rồi máy câu thì em sẽ có một số máy đây. Thì số 1 đối với máy thì một con máy của dòng Shimano Apeto 4.000 nha. 4.000 thì em mình câu ngâm câu lăng xê được rồi. Con này chạy bạc đạn nha. Và cước này, cước số 3 được 200m, số 4 150, số 5 được 110m nha. Con này sản xuất tại Malaysia. Đây, Malaysia xuất thị trường Nhật. Đây, tổng thể thế này. Lô cước và trong máy tốt nha. Gạt cước này, lưỡi gà đậu cọng ghế này. Thì con này tình trạng sẽ có sức dăm thôi. Cho mình câu lưu gần này. Mình test một chiều trước nha. Đây, ABS đầy đủ nha. Con này thì mình lưu gần cho mình câu ngâm câu lăng xe được. Con này mã số 1 đối với máy. Giá 500 nha này. 500.000 cả ship nha. Đó. Số 2 thì một con máy, con này thì hàng xịn hơn. Con này thì của dòng Daiwa. Con này Daiwa kit cho em, kit KDA 2000. Con này thì có PE sẵn nha. Đây, rất là lợi cho mình. Thông số cước thì số 2 150m, số 3 được 100m. Con này bản Thái Lan xuất thị trường Nhật nha. Daiwa thì đa số Thái Lan, Daiwa kit nha. Con này đẹp. Con này thì tình trạng tầm khoảng 90% hơn. Đó, sẽ có sức đây một xíu thôi. Lưỡi gà này, gạt cước này, lô cước ok nha. Đó, rất là mượt. ABS đầy đủ như này. Đây, ABS đầy đủ nha. Con này thì đi câu lua, câu bè khỏi bàn rồi. Size rất là nhỏ. Kit KDA 2000, con này mã số 2 đối với máy. Gửi đến mức giá là 1 triệu 6 nha. Đây, 1 triệu 600 ngàn ạ. Rồi, số 3 thì một con máy cối nông. Con này là máy cối nông của dòng Daiwa nè. Con này mua pin chết nha. Con này dòng Daiwa của dòng file sup nha. File sup nha. Con này thì cối nông. Cước số 2 300m, số 3 được 200 và số 4 được 150. Con này bản có phải là bản China xuất thị trường Nhật này. Made in China nha. China xuất Nhật của Daiwa. Tình trạng lại con này thì còn đẹp. Con này cho đây mình nhấp cá lóc này. Mình cũng ngâm lăng xe được nha. Mua pin chết cho này. Đây. Mua pin chết nha. Gạt cước này. Hoạt động tốt này. Còn lăng cước thì còn ok. Đó, China xuất Nhật. Test trước một chiều này. Đó, một chiều nha. Máy thì bò mượt rồi. Khỏi bàn nha. Đó. Chúc chặn 2 chiều. Con này gửi mức giá 500 như này. Con này giá 500.000 nha. Con này chỉ bị nhấp cái lắp rồi được ạ. Size lớn. Xe thật con này đó cho mình tất tầm khoảng vào 7-8.000 cho mình á. Đó, 7-8.000 nha. Chạy 2 Bobrin. Rồi, tiếp theo một số mẫu cần có 30 mẫu như này. Mã số 1 thì một con cần ISO khoen nhỏ Shimano. Con này thì Holiday ISO dòng HG 4m5 độ cứng 2 Indo xuất Nhật. Khoen Pat Fuji. Tình trạng con này hơi cũ thì em để cho mình giá rẻ thôi. Ngọn cần là ngọn 1mm nha. Đây, độ cứng con này hạ cần tay tầm khoảng 4H nha. Sẽ có 1, 2,
ba khoang chạy này. Con này là cần carbon mà nó hơi cũ này. Đó, carbon hơi cũ nha. Tình trạng thì có xước này. Nó có xước lớp sơn thế này. 4m5 độ cứng 2. Con này thì cân nặng được á là 160g, mã số 1 đối với cần. Con này gửi mức giá là 400 nha. 400 ngàn cả ship ạ. Mã số 2 thì một con ISO khoen nhỏ, con này có dòng là ISO khoen nhỏ dòng Osaka nha em. Osaka con rất đẹp. Con này dài là 6m3, độ cứng là 1.5. Con này bản nội địa Nhật Japan. Khoen pad Fuji nha em. Đây loại xịt đất xám. Độ cứng 1.5 thì ngọn con này nhỏ nha, tầm khoảng vào 1mm thôi. Ngọn sẽ có là hai khoen chạy đây. Carbon xoắn vân toàn thân. Con này xả cần tay cũng tầm khoảng từ 3.5-4H nha em. Thích hợp cho mình câu cảm giác thôi. Anh em nào muốn cứng hơn á thì mình lấy cùng thùng cứng 2, cứng 3 đổ lên nha. 1.5 thì nó mềm cảm giác. Đó. 6m3, cân nặng của mình là được là 290g, mã số 2, giá 650 nha em. 650 ngàn ạ. Đó. Rồi số 3, số 4 nè. Số 3, số 4 thì em có một cặp ISO khoen nhỏ của dòng này FT. Đây. Hai con này thì đều là ISO khoen nhỏ bách vặn và một con khoen nhỏ, một con khoen lớn nha em. Đây, đều là 5m4 độ cứng 3. Con khoen nhỏ 5m4 độ cứng 3, con khoen lớn là 5m3 độ cứng 3. Thì ở đây em có một con ISO này đã xả cần tay xuống cho mình rồi. Nó cùng với nhau nha. Đây. Cái con này á, con này mà xả cần tay xuống là trên 5H nha em. Đây trên 5H nha. Đồng giá là 1,2 triệu một cây. Thì em sẽ lấy cho mình hai con ISO trước. Cái con này là con cần ISO đã hạ rồi. Trên 5H nha. Anh em kỹ inbox em gửi cho mình xem kỹ hơn. Thẳng tắp. Một con 5m4, một con độ cứng 3. Đây cái con khoen nhỏ của mình á, 5m4 này. Còn con mà khoen lớn là 5m3 nha. Thì vẫn đi kèm cho mình là ba khoen chạy trên hết. Cái dòng mà thì trừ cái lóng ngọn thôi. Đó, lóng ngọn và lóng thứ hai này. Là carbon xoắn vân này. Còn mấy cái lóng lại như này. Hài da hết. Con này mình xả cần tay xuống, anh em mình đánh nha, cá chép. Đây, đánh cá chép cá mè thoải mái như này. Số lượng đi kèm cho mình là 6 lóng. Cái phôi này FT thì khỏi bàn rồi. Rồi đồng giá là 1,2 triệu một cây. À, thì em sẽ con 5m3 cứng 3 khoen lớn. Thì nó nặng là 310g, ngọn 1.5mm. Con 5m4 cứng 3 thì nặng là 310g luôn. Ủa hai con này bằng nhau như này. Thông số như nhau hết. Đó, mã số 3 và số 4, 1,2 triệu một cây. Anh em nào muốn lấy hạ tay sẵn thì bên em vẫn có sẵn. Còn anh em không muốn mẫu chỉ này thì em vẫn hỗ trợ xả cần tay khác nha. Số 5 thì một con ISO biển. Con này ISO biển bạo lực, con này FT luôn. Đây cũng dòng power lớp phôi hai da như này. Con này dài là 4m2, độ cứng là 80. 80 thì cũng dạng cứng bạo lực rồi. Đó. Dạng khoen của mình là khoen Fuji biển như này. Có định vị này, phôi hai da hết. Con này cái ngọn của mình thì đo cho mình được sát trên này như này. Là ngọn 2.8mm nha. Đây 2.8mm. Có định vị này, sẽ có 1 này. Hai khuyên chạy thì có định vị nha. Ba khuyên chạy có định vị hết luôn. Đó. Phôi hai da. Còn FT thì cặp nó xoắn thế này nha. Có cái dòng Hi-Power-Lup á. Cái dòng Hi-Power-Lup thì nó xoắn đẹp hơn. Hi-Power-Lup thì nó xoắn màu xanh. Còn cái dòng Power-Lup này thì nó xoắn màu đen thôi. Đó. 4m2 anh em, ISO biển. Tay cầm chỗ này được bọc màng co nhiệt này, bát vặn Fuji. Gốc thì sẽ có một chỗ cho nên mình buộc dây bảo hiểm đây. Con này thì phôi dày 527g ạ, mã số 5. Con này gửi mức giá là 3 triệu nha. Đây, 3 triệu ạ. Số 6, một ISO, con này dạng là cần súp lỡ này. Thương hiệu của mình là dòng Ryobi, dài 3m6, độ cứng là 20, rồi cho mình tầm khoảng FX thôi. Đây nó ghi chặn DX này. Đây là Korea xuất Nhật nha anh em, có tem vàng đây. Con này thì 3m6 cứng 20, pad Fuji F7, dàn khoen Fuji xứ xám này. Đây, con này thì tình trạng còn đẹp nha. Ngọn sẽ có 1, 2 khoen chạy đây. Đó, đi kèm số lượng là 4 lóng nha. Đây, số lượng 4 lóng này. Đây, tổng thể tên này. Ryobi ạ. 36 cứng 20. Con này thì cân nặng được là 320g, mã số 6, giá 700 như này. Con này giá 700 ngàn ạ. Đây, cũng đẹp nha. Đánh đầu cần gần bờ. Rồi tiếp theo thì sẽ có một số cần lục đánh đầu cần đây. Đây thì có một con cần của dòng NFT này. NFT dòng acid nha, bao lớp. Cũng là phôi hay da luôn. Ở đây thì có 5, 6 con NFT nha. Dài 4m, độ cứng 20, tầm khoảng FX. Đánh đầu cần gần bờ. Dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji đen, loại xịt đá xám. Phôi carbon thì nó xoắn cho mình từ hai da này. Đây, từ gốc tới ngọn luôn nha. Ngọn sẽ có hai khoen chạy đây. Thì mấy con này anh em nhìn không kỹ thì inbox qua Zalo thì em sẽ gửi cho mình xem kỹ hơn. Đó. Tình trạng con này đẹp sáng nha. Đây, độ dài của mình là 4m2. 4m độ cứng là 20. À 4m chứ. 4m20. Con này cân nặng được là 355g, mã số 7, còn gửi mức giá là 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu ạ.
Rồi số 8 thì con này cũng giống như là con NFT, nó cứng hơn một tí này. Con này cứng EX của Daiwa, 4m cứng 25 tại EX. Con này thì khoen cũng là khoen xích, cũng là phôi hai da từ gốc tới ngọn luôn. Đó, mấy cái dòng này thì không có định vị nha. Đây khoen xích thế này. Con này phôi hai da nha em, đây thì gốc tới ngọn giống con NFT luôn. Con này thì được cái dàn khoen ngon hơn. Rồi dàn khoen thương là xịn hơn nha. Và cứng hơn một tí. Thì cái dòng Daiwa thì em sẽ để cho mình giá rẻ hơn. Đó, giá rẻ hơn là cái của NFT này. 4m cứng 25 tầm khoảng EX, pad là vaccine nha, chưa hạ luôn. Bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad miễn phí. Nặng là 330g, mã số 8, giá 1.600.000. Đây con này 1.600.000 thôi. Đẹp nha. Con này xả cần tay thì ngon. Rồi con này thì mã số 9, một con cần lộc của dòng Shimano. Con này dòng Subcat nha này, 405 EXT. Con này bản nội địa Nhật, Japan. Con này phôi hai da nha này. Đây pad Fuji Stylus. Dàn khoen có là dàn khoen Fuji xứ xám. Cái dòng này thì cái ngọn hai da này và có định vị này. Đó, 405X. Subcat cho này, bản Japan nội địa. Đẹp nha. Đây, cần đẹp sáng hết. Số lượng đi kèm cho mình là 4 lóng. Đó, rất đẹp nha. Pad Fuji này. Rồi con này thì cân nặng được là 360g, mã số 9, giá là 2.400.000. 2.400.000 nha. Đó, Subcat cần rất đẹp nha. Mấy cái dòng mình thì không có định vị đâu. Nó chỉ không có đối trọng như này. Nó chỉ có những dòng như là Spin hoặc SS ấy, mới có thôi. Cái dòng tầm trung này không có. Đây thì em có một con cần lục mà đánh đầu cần gần bờ. Cái con này thì em đã hạ pass sẵn như này. Đây đã được hạ pass sẵn cho mình đây. Con này có dòng Shimano súp bấm tôm như này. Đây súp bấm tôm, súp leader 425 này, cứng DST. Thì nó cứng tầm khoảng vào 27. Đó, con đã được hạ pass sẵn. Cái dòng súp bấm tôm là từ huyền thoại rồi, nội địa Nhật 100%. Anh em rất chuộng dòng này nha. Con đã được hạ pass từ gốc tới chân pass này là 31cm nha này. Đây 31cm. Pass Fuji Stylus, dàn khoen full sit này. Đó, dàn khoen full sit hết nha. Có định vị. Đây ngọn hai da có định vị này. Hai khuyên chạy có định vị hết. Số bấm tôm này thì anh em rất chuộng dòng này này. Tình trạng của cần thì sẽ có sức dăm sơ sơ ở ngoài thôi. Đánh đầu cần một gần bờ. Đó, hạ pass sẵn như này. Cần rất đẹp. Con này cân nặng được là 400g, mã số 10. Con này gửi mức giá là 2.800.000. Đây 2.800.000 nha. Đó, đẹp sáng hết. Về đỡ hạ pass cho anh em. 11 ạ, 11 thì em có một con này là cần tay trợ máy, hạ xuống cần tay như này. Đây, cần tay trợ máy của Ryobi này, sản xuất tại Hàn Quốc. Con này thì dòng Super Carbon Test, dài 4m5, hiện tại con này thì nó cứng tầm khoảng 4H cho anh em. Đó, anh em nhìn cái phôi của nó nha, carbon xoắn caro. Thì mấy con này là cần tay trợ máy á thì đã được tháo xuống này, để gắn cái đầu bu cho mình này. Và mấy cái đầu chỉ này cũng chưa quấn cho anh em. Đây, tháo là sạch sẽ, vệ sinh nha, chưa quấn chỉ cho mình. Hiện tại thì ngọn có đây là ngọn 1mm, độ cứng 4H, dài 4m5. Ngọn của cần này là ngọn đặc, ngọn tháp như này. Đây ngọn long phụng này. Anh em nhìn kỹ nha, trên này là ngọn đặc, còn dưới là ngọn rỗng. Đó, cái chỗ tháp rõ ràng luôn. Cái cần nhật thì anh em mình xài nhiều thì biết rồi, đa số là cần ngọn long phụng hết. Đó, phôi carbon xoắn vân màu xanh. Tổng thể thế này. Con này thì về đến các chép, các mè hoặc mình câu rô câu giết được ạ. Nặng là 122g, mã số 11, giá 700 như này. Con này giá 700.000 nha. Đây, cần đẹp nha. Cái chỗ này cái pad máy này, tháo ra vệ sinh sạch sẽ hết. Đây thì có thêm mình là ba con cần hạ tay nữa. Đây thì một con cần, con này là cần tay trợ máy luôn của Suzumi. Đây đã được hạ xuống cần tay như này. Cái con này thì cái thông số là 5m3, 6m3, cứng 2. Thì hiện tại em sẽ báo rõ tình trạng thế này. Con này hiện tại của cần á thì nó chỉ còn là 5m1 thôi. Cái chỗ zoom này như này, cái lóng zoom này bị kẹt rồi nha. Cái lóng zoom này bị kẹt rồi, không có tháo ra được. Và hiện tại chỉ còn là 5m1 thôi. Đó, ngọn của mình thì hiện tại ngọn lớn này. Cái ngọn của này để thay cái ngọn dây trong vào á. Đây, cái ngọn đó hiện tại là ngọn 2.8mm, cứng 4H này. Đây, con này hiện tại là cứng 4H nha. Đây, cái ngọn của này tên là ngọn của Shimano. Còn mấy cái lóng trong này là lóng zin của nó rồi, carbon xoắn vân. Đó, hiện tại đó là nó 5m1, cứng 4H. Để cho mình giá rẻ thôi. Đây, tất cả cái lóng của mình á, đây được cuốn chỉ như này. Đây, được cuốn chỉ lên keo hết rồi. Cái lóng này không zoom được nha, bị kẹt ạ. Rồi con này thì hiện tại còn 5m1, cứng 4H, nặng là 165g, mã số 12, giá 400.000 nha em. 400.000, miễn phí ship nha. Inbox thì em sẽ ra cần, em vẽ cho em xem, cứng ngắt. Rồi ISO hạ tay tiếp theo thì em có một con cần ISO hạ tay của dòng C. Đây con này của dòng Shimano cho em. Super Carbon, dài là 5m này, độ cứng 2. Hiện tại rơi cho mình tầm khoảng 4H nha em, tính theo cần tay. Con này thì đã được cuốn chỉ nha em. Đây để cuốn chỉ lên keo sẵn cho mình rồi. Rất đẹp nha. Con này thì hiện tại ngọn của mình là ngọn 1mm. Và độ cứng của cần là độ cứng 4H.
đây chỗ này chỗ tháp này, chỗ tháp cho em, trên này đặt giữa rỗng và phôi con này là carbon này, đó carbon xoắn vân toàn thân nha, số lượng đi kèm cho mình là 6 lóng, đó Shimano nha, Shimano hạ cần tay xuống, thì nó có xước thì xước dăm sơ thôi, nói chung không ảnh hưởng chất lượng cần, anh em về mua nhận hàng kiểm tra thanh toán nha, tay tay cầm được cuốn chị trên này xuống luôn này, cho mình cầm rất chắc tay, con này trôi chép tầm 3-5 kg bo thoải mái như này, cân nặng được là 185 gram, mã số 13, giá 500 ngàn, phôi tương đối dày nha, đây giá 500. Đây con ISO này FT em hạ cần tay xuống sẵn đây. Cái con này là em hạ từ cần này xuống nha. Đó. Con này thì 5m3 này, cứng 3, rơi mình tầm khoảng 5h. Cái chỗ này thì cái bắt tròn á cắt ra nó còn dính keo nha anh. Dính keo chứ có vệ sinh sạch nha. Đó, giữ vệ sinh sạch. Thì cái bản này đều là bản Japan nội địa Nhật rồi. Khoen con này thì tháo ra này, được cuốn chỉ này, được phủ keo hết nha. Đó, phủ keo hết. Cái ngọn hiện tại của mình là 1.6mm. Cái dòng này thì nãy đưa hai con cho anh em biết rồi. Nó carbon xoắn vân hai lóng trên, còn mấy cái lóng dưới là hai da này, cứng trên 5h này, cần ra thẳng tắp luôn và cứng ngắc ạ. Con này thì cá 5-7 kg này mình bo thoải mái luôn đó. Con này cân nặng được cho mình là 240 gram, mã số 14, con được gửi mức giá là 1.200.000 đây, 1.200.000 nha. Rồi 15 này, 15 thì con này là con cần tay vượt cứng, con này thì nội địa Nhật này Japan đó. Con này dòng của là dòng là clay water, dài 7m nha em. Đây dài 7m nha. Con này vượt cứng tầm khoảng từ 6 đến 7h này. Cho nên mình đánh về nha, mình có thể đánh cá trôi, chép, chấm cỏ, chấm đen được ạ. Cái con này thì cái ngọn nó hơi khó ra tí nha này. Tại vì cái cần phụ trước nó còn dính cái sự khước sẵn á. Đây nó khó ra tí. Cái ngọn con này là ngọn 1.5mm. Con này vượt cứng, bản vượt cứng, đánh chép coi. Phôi thì đẹp rồi. Đấy, anh em mình muốn hỏi 7m nha. Thì anh em muốn 5m4, 7m hay 6m vượt cứng á, cứ inbox qua Zalo nha. Em sẽ gửi hình cụ thể cho mình ha. Mà trong cũng có một vài cây thôi chứ không có nhiều. Nó không có đại ca như cần Trung Quốc sẵn nha em. Còn hàng Nhật cũ này thì hàng cũng lâu rồi, còn sót một vài cây thôi. Đó, 7m, cứng tầm khoảng 6-7h ạ. Nắp chụp con này thì xoáy vặn gốc sẽ có một dây buộc bảo hiểm ở đây. Cân nặng của cần được là 320 gram, mã số 15. Giá con này là 1.600.000. Đây 1.600.000 nha, nội địa Nhật Japan, 7m, cứng tầm khoảng 6-7h. Đây thì một con cần tay, con này cho mình sang hàng này. Cái con này thì cứng này, cứng cáp như này. Con này thông số cần này, độ dài của cần là 8m1 như này, 8m1. Con này của Nissin á, mà nó xóa thông số rồi. Nó cuốn dây mây này, nó cuốn dây mây từ dưới này lên mình khúc á, cho mình cầm chắc tay này. Đó, chắc tay như này, đánh bộ lực. Con này 8m1 thì nó cứng tầm khoảng từ 5-6h. Phụ kiện sẽ có một nắp chụp kèm. Đây, lóng lít thì còn rất đẹp nha. Sáng hết này. Đó, sáng hết này. Đây, tổng thể thế này. Carbon như này, xoắn vân. Đó. Đẹp nha. Đó, xoắn vân. Cái này thì còn ok hết. Trong anh em mình nhận hàng kiểm tra lại một lần nữa nha. Thì hàng tới, anh em mình cứ tháo cần ra. Rồi anh em mình cứ vẫy nha. Đây, rút ra thẳng hết. Rồi mình sẽ test cần được này. Đó, lóng lít còn sáng đẹp ạ. Có này thì độ dài cần là 8m1, độ cứng ra cho mình tầm khoảng từ 5-6h, cân nặng là phôi dày nha, 420 gram, mã số của đây là mã số 16, giá là 1.400.000 như này. Đó, nắp chụp sẽ bằng inox này, cho mình xem phôi con này dày, con này thì đem về sang hàng được nha. Đó, hàng Nhật ạ, 8m1, giá 1.400.000 ạ. Tiếp theo thì một số cần lô thì em có một con cần lô cho anh em mình lô cảm giác đây, con này thì lô suối này, câu nâu cá nâu cá rìa, nhẹ cho mình câu bè được. Con này cần lưu hai khúc máy đứng của Daiko, độ dài con này là 6,6, 1m98. Con này thì độ cứng là UL này, tải mồi là tầm khoảng 8 gram, tải cá 8 lờ bao tầm khoảng 4 kg. Tay cầm cán mút dàn khoen Fuxit này, phát vạn Fuji đây, khoen xích đó nha. Đây tập thể thế này, ngọn con này là ngọn nhỏ thôi, 0.8mm, UL thì hầu như là mềm nhất cho mình rồi. Daiko này nội địa Nhật nha em, Japan, khoen xích ạ. 1m98, ngọn UL nặng 100 gram, mã số 17, giá 1.400.000. Đây, 1.400.000 nha. 18 thì con này là con cần lua vượt cứng này. Con này lua này thì cứng tầm khoảng MH này. Thương hiệu cũng là dòng Smith nha. Đây, Smith này thương hiệu này của Mỹ anh em biết rồi. Đây, Smith. Độ dài con này là 7,6, là 2m28 ạ. Thông số tải mồi từ 10 đến 60 gram. Lua nhớ hơi, nhớ thật, lua gần được. À, độ cứng con này thì tầm khoảng MH.
Con này thì tại cá 25 lời bao, dàn khoen full xích 3 chân hết này. Đây, xích 3 chân đó nha. Tổng thể này. Cái chân keo của nó thì lâu ngày nó hơi bị cũ này. Cũ thôi nha, còn lại thì nguyên bản hết. Đây, con này thì thương hiệu này của Smith, này của Mỹ nha. Đó, Smith nha. Liên doanh bán tại thị trường Nhật. Tay cầm cán bút này. Đây, cần thì đẹp nha. Còn nguyên bản hết. 2m28, cân tầm khoảng MH, cân nặng là 240g, mã số 18, ngọn 2mm, giá 2 triệu ạ. Đây, con này giá 2 triệu nha. Rồi đây thì sẽ có một con cần Lugan của dòng Masocraft. Con này thì mới tinh, chưa sử dụng qua nha. Chưa sử dụng qua nha. Con này thì để cho mình giá tốt thôi. Đó. Con này là Masocraft của dòng Sopara. Đây, còn nguyên bao nha này. Sopara. Sopara dòng 962M là chuẩn xác của mình là 2m88 nha này, gần 2m9 Tachi. Thông số tải mồi từ 10 đến 40g, PE hỗ trợ là mã là số 2. Đó, mã số 2 nha. Con này thì còn nguyên hết này, mới tinh luôn. Con này sản xuất tại Việt Nam nha, xuất thị trường Nhật. Còn tem tiết bao vải đầy đủ. Giang khoen Fuji một chân. Con này thì 40g, mình lưu gần này. Mình lưu nhớ hơi đều thật nha này. Đây. Nhớ hơi nhớ được nha. Nhớ hơi nhớ thật luôn. Đó, cần rất đẹp. Mới tinh 100%. Con này thì mã số là mã số 19, giá con này là 1.4 triệu. Đây, 1.400.000 nha. Sopara 2m88 cứng M, 40g thì cũng dạng cứng rồi. Inbox thì em sẽ gửi qua hình cụ thể hơn. Đây thì em có một con cần một khúc máy đứng. Con này thì ngọt đặc nha này. Con này thích là cho em này. Đi câu zip này, hoặc mình câu ngâm câu lua được nha. Con này thì cái thông số cần chuẩn xác cho mình được á thì là 1m8 nha này. Đây 1m8 Pat Fuji. Dàn khoen Fuji 3 chân cái này. Đó, loại sứ đen nha. 1m8. Con này cái ngọn của mình đo được là ngọn 2mm. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ M đến MH nha. Con này thì anh em mình câu ngâm, câu đáy được ạ. Đó, một khúc nha này, 1m8. Khoen Pat Fuji. Đó. Cân nặng được của mình là 250g, mã số là 20. Giá con này là giá 600 nha này. Đây, giá 600.000 ạ. Cứng tầm khoảng từ M hơn. Rồi lưu máy đứng một khúc thì em sẽ có một con cần của dòng D-Line. Đây, con này thì Java nội địa nha này. Còn rất đẹp. Rồi cái thông số con này này. Cần lưu một khúc máy đứng. Dòng độ dài con này là 5.3, là 1m59, gần 1m6 nha. Để cho khoảng 1m6 đi. Cái thông số tải mồi con này thì là 3/16 đến 1/2 OZ, 14g, tải cá tầm khoảng 6kg. Cứng ML nha. Con này đẹp. Con này gần 1m6, khoen xích này. Đó, dạng khoen full xích nha này. ML thì cũng dạng vừa thôi, không cứng không mềm lắm. Ngọn 1.8mm, rất là nãy nha. Mấy con cực kỳ nãy luôn. Đó, rất nãy cho mình này. Khoen xích nha. Cân nặng được là 140g, mã số là mã số 21. Giá con này là giá 1.200.000. Đây, 1.200.000 nha. Tay cầm bằng cắn bừng. Con này thì mình đi câu bè, mình câu lua thì được ạ. ML 12-14g thì cũng mềm thôi. Con này thì con cần máy ngang. Con này máy ngang của dòng BK. BK này thương hiệu của Mỹ này. Cần lưu một khúc máy ngang. Con này cái thông số mình như sau này. Cái độ dài con này là 6.6, 1m98, độ cứng là ML. Tải mồi con này thì ra cho mình tầm khoảng vào 12g, tải cá tầm khoảng 6kg này. Đây, BK Taiwan, xuất thị trường Mỹ này. Đó. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân này, khoen xích hết. Đó, khoen xích 3 chân hết nha. 1m98. Ở trong những anh em tín đồ một khúc á, cái dòng này thì một khúc thì mình câu ngon hơn. Nhưng mà bù lại á thì mình di chuyển bất tiện nha. Đó, di chuyển cái bất tiện thôi. Anh em nào có địa hình mà rộng rãi á thì mình lấy một con một khúc đánh rất là ngon. Cái tay cầm của mình thì nó bằng này, cắn bần, bắt vặn này. Đây qua BK Fuji chính hãng nha. 1m98 cứng ML, cân nặng là 120g, 120g ạ, mã số 22. Giá con này là giá 1 triệu nha này. Đây, giá 1 triệu nha, khoen xích hết. Mã số 23. 23 thì một con cần lưu máy đứng, một khúc, con này của Daiwa này. Đây của dòng team Daiwa này. Rồi cái thông số con này như sau. Con này là cần lưu một khúc máy đứng Daiwa. Độ dài con này là 6 feet, 1m8, cứng ML. Tải mồi là 14g, tải cá 6kg. Bạn Thái Lan xuất Nhật này, có mã code này. Tem đầy đủ như này. Đó, tay cầm con này thì bằng cán bần nha. Cán bần, cán gỗ. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, loại xứ xích đó chứ này. Đây, khoen Fuji, khoen trắng xứ xích nha. Daiwa 1m8ML. Đây, tổng thể thế này. Thế là cho đây mình lưu lóc, lưu chẽm ạ. Cái chân keo của nó thì lâu ngày nó hơi cũ nha. Đây, hơi cũ một tí ạ. Đó. Con này thì cân nặng của cần được là 115g, mã số là 23.
giá 900 nha. Đây 900 ngàn của đây qua. Đây có một con cần zip nha, một con số cần lô nha. Đây có một con cần zip cho anh em mình zip biển này, này zip bạo lực này. Cái dòng này là cần cắm gốc máy đứng của dòng UFM, UFM thương hiệu này của Mỹ, của dòng Power Plus. Độ dài là 8 feet là 2m4. Mấy con này thì đây Super Booper, con này thì anh em mình có Dolphin á. Con này zip dạng zip cá lớn được như này. Thông số tại mồi là 2OZ, lua 2OZ thì zip tầm khoảng từ 120-150g được rồi. Line thì từ 30 là bao nha. Bát Fuji, tay cầm cán ngút. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji Zip Gold như này. Đây dàn khoen Fuji Zip Gold nha. Cực kỳ ngon. Độ cứng hát. Lưu 60g, con này thì zip tầm khoảng vào hơn 100g thoải mái như này. Con này thì anh em mình câu ngâm, câu đáy, câu zip, câu ngâm, câu lăn xe cũng được nha. Còn thì đa năng. Đó, cắm gốc cho mình ạ. Thương hiệu này của Mỹ, cân nặng được của cần là 300g, mã số 24, còn gửi mức giá là 3 triệu như này. Ngọn 3mm nha. Giá 3 triệu ạ. Đó, UFM Power Plus. Dolphin nha. Khoen Zip Gold. Rồi cần lua thì em sẽ có một con cần lua, con này của dòng lua mực như này. Lua mực con này thương hiệu là dòng Abu nha. Đây Abu Garcia. Cái Abu này thì sản xuất tại Trung Quốc như này. Con này thì Trung Quốc thuộc thị trường Thụy Điển này. Đây Made in China, có mã có tem vàng. Con này thì Abu dòng X-Rod Field, dài 8.6. 8.6 là 2m58 cứng M. Có là cần lua mực cho em. Đây thông số tại mồi từ 5 đến 30g. EG từ 2.5 này tới 3.5. Thì trong môi trường gió thì lua được là 1 OZ 28g. Con này thì tại cá 12 là bao, PE hỗ trợ từ 0.8 đến 1.5, phôi 2 da. Đó, phôi 2 da nha. Con này thì cần mới, con này thì chưa sử dụng qua. Con này trưng bày cửa hàng nha. Đó. Khoe Fuji hết. Abu Garcia. Con này dạng cần lưu mực M thì nó bằng ML tính theo cần lưu lock thôi. Cần lưu bình thường á. Đẹp như này, sáng hết đây. Cân nặng của cần này chỉ có là 120g thôi, mã số là 25. Giá con này là giá 2 triệu nha. Đây 2 triệu nha. Máy đứng ạ. Rồi một số cần câu ngâm thì em có một con cần hai khúc đai qua này. Con này đai qua dòng Horlock như này. Cái dòng Horlock này thì phôi của mình là phôi hai da từ gốc tới ngọn luôn. Đây tương đối đẹp. Độ dài con này là 2m7, cứng 50, 50 thì dạng vừa. Anh em muốn lấy bạo lực thì lấy trên 80 nha. Dạng khoen Fuji xứ xám. Đó, cần hai khúc nha. 2m7 cứng 50. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji FPS này. Cân nặng của cần được là 370g, mã số 26. Con này để cho mình giá là 900 như này. Đây, giá 900 ngàn ạ. Rồi một con cần tiếp theo thì một con cần hai khúc cho mình câu ngâm luôn. Cái con này thì sẽ có cái bao. Đây của Alpha Tackle. Con này thì dài 2m4, cứng 50. Thì con này ngắn hơn con đây qua một tí. Đó, Power Cung. Con này thì được một cái là cái dàn khoen của mình là khoen Fuji, khoen lá này. Đây dàn khoen Fuji, khoen lá này. Đây tổng thể thế này, 2m4, cứng 50. Sản xuất tại Hàn Quốc nha. Tay cầm cán mút, bát vạn Fuji, Alpha Tackle. Đó. Phụ kiện thì nó sẽ có cho mình một cái bao vải kèm. Con này thì chuyên dụng cho nên mình câu ngâm lăn xê. Đánh chép, ao sông hồ dịch vụ được này. 50 thì dạng vừa nha. Cân nặng được là 290g, ngọn 2.8mm, mã số 27, giá 1.200.000. 28 thì một con cần hai khúc ngọn đặc như này. Con này thì ở đây mình câu bộ lực. Con này thì mình có thể là câu bè, mình câu dạng như câu bộ lực, câu máy điện cũng được này. Con này hai khúc 1.8 em. Đây 1.8, độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng từ 150 đến 200 nha. Bản Japan nội địa này, tay cầm cán mút bát vặn Fuji. Dàn khoen của mình là khoen lõi sứa nha. Anh em lưu ý con này ngọn đặc nha. Đây ngọn đặc thủy tinh. Cái ngọn đặc này thì anh em mình câu bao gãy luôn. Ngọn lớn nha. 3.8mm. Cứng trên 150. Đó lưu ý nha. Cứng trên 150. 2 khúc 1.8. Cân nặng được là 260g. Mã số 28. Giá con này 600 ngàn ạ. 600 như này. Cái chân keo có hơi cũ nha. Cái này thì anh em mình phải có điều kiện về quay keo lại. Hoặc mình để về câu cũng được nha. Đây không ảnh hưởng gì. Rồi cái 29 thì con này em còn một hai cây thôi. Em lên cho anh em mình tranh thủ lấy nha. Cái này thì không còn nhiều. Con này thì của dòng là Sunfit 2m55. Cứng từ này, từ 80 đến 150. Cần mới tinh chưa xài qua. Đó. Mới tinh như này. Con này thì còn bao ở trong luôn. Đây còn bao vải qua viết đầy đủ hết. Thì em sẽ lên lại nha. Trong về một lô mấy chục cây á. Bán hết rồi. Còn có một hai cây gì thôi. Anh em tranh thủ như này. Con này thì bạo lực, cứng. Con này cho nên mình đánh ra cái tra cái chim được này, bản Japan. Hoặc mình câu biển như này. Cái ngọn của mình là ngọn đặc nha. Đây ngọn đặc nước sơn màu cam thế này, khoe bát Fuji hết rồi. Đó, Super Carbon. Mới tinh nha, chưa xài qua.
Đó, còn bao vải này. Rồi thông số này. Nặng là 350g, ngọn 2.2mm, gốc 22.5mm, dài 2m55, thu gọn 133cm nha. Con này giá thì giá cũ tham khảo cho vui thôi nha em. Giá bên Nhật thì cửa hàng trước nó mới ra thì đã bán 3 triệu nha. Thì hiện tại giờ em sale còn 1.1 triệu nha. Đây, 1.100.000. Bạo lực nha, cứng từ 80 đến 150. Rồi đây thì em sẽ còn một con cần của dòng Kenlab. Con này giá trúng đạn cho mình đây. Cái phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải nhung thương hiệu của Daiwa kèm luôn. Daiwa Kenlab Carbon Kenzaki 2m7 cứng 80 nha em. 80 thì đánh cá tra cá chim được rồi. Đây bản Japan, đây mình sưu tầm nha. Khoen Fuji dạ quang. Đa số mấy cái dòng mà Kenlab này thì giáp chống đạn này á, khoen dạ quang cho nên mình câu bằng đêm này. Đó, 80 đánh cá tra cá chim. Bạo lực nha em. Tương đối mới, còn nguyên bản hết. Đầy đủ nha, nắp chụp, nắp chiếc và bao vải kèm, cán gỗ này. Cân nặng là 410g, ngọn 3.8mm, mã số 30, giá 2.200.000. Đó, 2.200.000 nha. Đây qua Kenlab. Rất là hiếm ạ. Rồi thì một số bộ cần anh em kia inbox nha. Qua Zalo thì em sẽ hỗ trợ chụp hình từng cần em gửi cho mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em có một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.